chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Đâu phải cứ khát máu là tanh lòng, nhìn Hải Băng đối xử với con riêng Thành Đạt sẽ rõ. Mới đây Hải Băng và Thành Đạt đưa con chung con riêng đi du lịch, trong đó Hải Băng rất ân cần quan tâm tới bé Kít, con riêng của Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc. Gần đây công chúng xôn xao trước vụ việc chồng trẻ ca sĩ Thu Thủy bị nghi là cấu tay con riêng của vợ. Mối quan hệ giữa cha dượng con của vợ, dì ghẻ con chồng trước nay vẫn bị nhiều điều tiếng. Nay có lùm xùm này, hết vết hằn càng đậm hơn. Nhưng nhìn trong showbiz có thể thấy thực tế hoàn toàn ngược lại, không phải cứ khát máu là tanh lòng. Như cách ca sĩ Hải Băng đối xử với con riêng của Thành Đạt, với bé Kít Hải Băng rất quan tâm thân thiết. Mới đây Hải Băng Thành Đạt cùng đưa con chung con riêng đi du lịch, Hải Băng chia sẻ, cho mấy đứa nhỏ đi nghỉ hè để chuẩn bị anh hai nhập học. Chúc mọi người mùa hè tuyệt vời nhé. Cách gọi thân mật bé Kít là anh hai của các con mình cũng đủ thấy mối quan hệ tốt đẹp của nữ ca sĩ với con riêng của chồng. Trước đây khi có ý kiến cho rằng mẹ ghẻ không thương con chồng, Hải Băng từng phản pháo lại. Thứ nhất, đã nói là con nít thì chúng đáng được người lớn yêu thương. Thứ hai, tôi không phải mẹ mà là cô. Thứ ba, tôi không hề bị ghẻ. Tôi không thể ép mấy bạn có tư duy giống tôi. Nhưng nếu có suy nghĩ khác biệt như vậy, tốt nhất đừng lên vô Facebook người khác phán này phán kia. Ai cũng cần được tôn trọng. Và con nào chả là con, đứa nhỏ không dân ngoài đường tôi có thể thương được, huống chi là con chồng. Hải Băng cho rằng nếu ông xã Thành Đạt quan tâm chăm sóc bé Kít nhiều hơn thì hoàn toàn bình thường, bởi thời gian bé Kít được ở cùng bố chỉ có 3 ngày cuối tuần. Cô cũng không phiền lòng khi ông xã chu cấp cho con riêng hàng tháng, bởi cho rằng đó là trách nhiệm của Thành Đạt. Hải Băng coi bé Kít là anh cả của các con mình. Trước đây Hải Băng cũng rất quan tâm thân thiết với con riêng của chồng. Một số hình ảnh của nữ ca sĩ bên các con trong kỳ nghỉ. Tim phát ngôn bên vợ Thu Thủy và chồng trẻ giữa ồn ào, mọi chuyện trên đời này đều có nguyên nhân. Dùng tư cách một đứa trẻ không may mắn được sống hạnh phúc cùng bố lẫn mẹ, chàng ca sĩ hy vọng mọi người có cái nhìn cảm thông hơn dành cho các bậc phụ huynh. Trong thời gian gần đây, công chúng Việt đã vô cùng phẫn nộ trước thông tin Kinh Nguyễn ngược đãi con riêng, Thu Thủy không biết yêu thương con. Từ một đoạn livestream do chính Thu Thủy chia sẻ trên Facebook, nhiều khán giả đã khẳng định chồng trẻ đã lén cấu tay con trai cô dưới gầm bàn, khiến bé phải xoa tay và kêu đau. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên án Thu Thủy vì cho rằng cô không biết bảo vệ con trai mình. Ngoài cộng đồng mạng, nhiều đồng nghiệp của Thu Thủy cũng đã bày tỏ thái độ quan ngại trước cách chăm sóc con cái của vợ chồng cô ca sĩ. Một số nghệ sĩ đã không ngại thẳng mặt chỉ trích cả hai vì hành động và thái độ thiếu chuẩn mực khi dạy dỗ con trẻ. Dù Thu Thủy và Kinh Nguyễn đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng cả hai vẫn đang nhận loạt phẫn nộ và chỉ trích gay gắt. Lên tiếng về ồn ào gia đình của vợ chồng Thu Thủy, ca sĩ Tim hiện nhận được rất nhiều chú ý từ phía công chúng. Chia sẻ lại về hoàn cảnh của chính bản thân mình, Tim cho biết gia đình anh từ nhỏ đã không hạnh phúc trọn vẹn vì ba mẹ ly hôn. Sau này Tim cũng rất đau khổ vì phải ly hôn cùng Trương Quỳnh Anh và không thể cho con trai mình một mái ấm trọn vẹn. Thấu hiểu hoàn cảnh của một đứa trẻ có cha mẹ ly hôn và cũng hiểu cảm nhận của một người làm cha mẹ từng trải qua chuyện ly hôn, Tim đã hy vọng mọi người đừng tiếp tục chỉ trích và tẩy chay những người làm bố mẹ vì điều đó chỉ khiến đứa trẻ chịu thêm nhiều tổn thương. Đặt vấn đề làm sao để con cái được phát triển tốt nhất là mục tiêu hàng đầu. Chàng ca sĩ khuyên khán giả ngừng khẩu nghiệp mà hãy nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn. Tim cho biết việc làm cha một đứa trẻ không phải máu mủ của mình là điều không dễ dàng. Bên cạnh đó, anh nhìn nhận rằng một người phụ nữ đến sau cũng rất cần được một chàng trai bảo vệ, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Nên thay vì chỉ trích rồi làm mọi chuyện thêm rối, Tim gửi lời khuyên tất cả mọi người nên chấp nhận và vượt qua. Tim trải lòng về câu chuyện của gia đình Thu Thủy. Anh thường dành nhiều thời gian cho con trai dù sau khi chia tay với Trương Quỳnh Anh. Ý kiến của Tim đã nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ phía khán giả. Việc tiếp tục hô hào tẩy chay vợ chồng Thu Thủy sẽ ít nhiều khiến con trai của cựu diễn viên HAT gặp nhiều tổn thương hơn. Bên cạnh đó, có không ít ý kiến mong Tim cùng Trương Quỳnh Anh sẽ tái hợp để con trai của cả hai có thể được sống hạnh phúc hơn trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Dù Tim chia sẻ về câu chuyện của Thu Thủy, nhưng khán giả vẫn mong anh tái hợp cùng vợ cũ Quỳnh Anh. Sau việc gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Tuấn Hân vừa đón con thứ ba chào đời,
Nhiều đồng nghiệp cũng như khán giả đã gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Tuấn Hưng khi vừa đón quý tử thứ ba mới chào đời. Vợ chồng Tuấn Hưng đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè nghệ sĩ và đông đảo người hâm mộ. Sáng ngày 5 tháng 8, thông tin bà xã hot girl của nam ca sĩ Tuấn Hưng đã hạ sinh con thứ ba mẹ tròn con vuông tại Bệnh viện Quốc tế Hà Nội theo phương pháp sinh mổ. Theo như được biết, cậu quý tử thứ hai của nhà nam ca sĩ nặng 3,2 kg. Trong thời gian bà xã nằm viện, Tuấn Hưng là người túc trực bên cạnh vợ chăm sóc. Anh cho biết sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định. Tuấn Hưng túc trực trong bệnh viện vào sáng 5 tháng 8. Anh mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng nhưng cũng đầy sự hồi hộp chờ đợi. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời đã khoe hình ảnh bà xã trên giường nằm ôm con, cũng như gửi lời yêu thương gửi đến Hương Baby. Bây giờ đây là anh muốn hét yêu em rất nhiều và thương em rất nhiều. Cuộc đời anh may mắn khi có em, mãi mãi yêu bà xã. Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh bà xã nằm bên cạnh cậu quý tử vừa chào đời. Ngay sau khi chia sẻ bài viết, Tuấn Hưng đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Các nghệ sĩ như Phạm Quỳnh Anh, Viu Anh, Lệ Quyên, MC Quang Minh, Nhật Kim Anh, Trang Trần, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, Hoàng My đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến hai vợ chồng anh. Rất đông nghệ sĩ nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới vợ chồng nam ca sĩ Tuấn Hưng và Hương Baby. Cư dân mạng cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình Tuấn Hưng, chúc mừng anh chị có thêm em bé. Mong bé hay ăn chóng lớn, mẹ Su Hào tuyệt vời quá em ơi, chúc mẹ khỏe, em bé ăn ngoan, ngủ ngoan. Em chúc mừng anh chị nhé, chúc cháu và chị luôn khỏe mạnh. Vợ chồng Tuấn Hưng kết hôn vào tháng 4, 2014. Sau 5 năm chung sống, họ đã có hai nhóc tì vô cùng đáng yêu. Chào đón con trai đầu lòng là bé Su Hào vào tháng 10 cùng năm đến tháng 3, 2017. Vợ Tuấn Hưng sinh con thứ hai là bé gái và đặt tên ở nhà là Son. Và niềm vui cả hai đã mới đây đón thêm cậu quý tử thứ ba chào đời sáng ngày 5 tháng 8 vừa qua. Lỡ một lần đò với một nách ba con, Hoa hậu Thu Hoài bày tỏ quan điểm được nhiều người đồng tình giữa ồn ào chồng trẻ Thu Thủy. Hoa hậu Thu Hoài có chia sẻ dài liên quan đến nuôi dạy con cái giữa ồn ào chồng mới của Thu Thủy nghi cấu vào tay bé Henry. Giữa ồn ào dân mạng so bé Henry bị chồng mới của Thu Thủy bấu vào tay khi đang live stream từ đêm qua đến nay, nhiều nghệ sĩ bày tỏ cảm xúc của mình, không nhắc thẳng vào vấn đề gì, nhưng diễn viên Tú Vi khắc Việt và nhiều sao Việt ẩn ý trên trang cá nhân bày tỏ bức xúc sau khi xem clip. Hoa hậu Thu Hoài mới đây cũng đã đăng tải một dòng trạng thái lên trang cá nhân về vấn đề này và đang nhận nhiều sự chú ý đồng tình. Cụ thể cô viết: "Tôi cũng từng là người mẹ, tôi hiểu nuôi dạy một đứa trẻ mệt mỏi và vất vả ra sao, nhiều ức chế ra sao. Tôi cũng không bị cách nuôi con, dạy con của bất cứ phương trời nào ảnh hưởng. Tôi chỉ tin vào những gì tôi cho là tốt cho con. Tôi không vấn đề gì với chuyện trừng phạt răn đe con cái, cũng không cổ hủ tới mức nghĩ con mình luôn đúng, rằng nó không thể đụng vào bất cứ lý do gì. Nhưng nếu muốn trừng phạt con, tôi cần thấy một lý do chính đáng và quan trọng nhất, hãy thực hiện nó một cách đàng hoàng. Có thể tôi đã quá nhạy cảm, nhưng tôi đã hơi rùng mình khi những thứ dạy dỗ trẻ con kia được thực hiện kín đáo dưới góc bàn, nơi đám đông không nhìn thấy được. Nó giống thứ hành động của một bà mẹ kế độc ác, một giáo viên mầm non thiếu lương tâm, chứ không phải điều một người đàn ông có thể làm. Sự sợ sệt, khó chịu và cả nét mặt lầm lì của đứa bé nói lên nhiều điều lắm. Nó đau đớn, tức giận, bất mãn và quan trọng nhất, không thể nhận được bài học gì tích cực sau tất cả. Nếu là tôi sẽ mong người đàn ông của mình hãy giận dữ cũng được, lớn tiếng cũng được, và nhất định tôi sẽ không nói một nửa câu khi anh ta đứng trước mặt tôi, dạy dỗ đám trẻ con. Bởi khi đó người đàn ông đang hành xử vì trách nhiệm, vì tình thương một cách đàng hoàng. Đàn bà và trẻ con cần những người đàn ông như thế. Mỗi người có một cách dạy con, nhưng chắc chắn tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ khi người đàn ông của mình trừng phạt con theo cách lén lút và giả tạo. Đừng kín đáo cấu nó xong và cao giọng dụ nó sẽ cho bánh kem. Hay đứng trước mặt mẹ nó, cho nó một bài học về cách ứng xử như một người đàn ông thực thụ, chứ đừng dạy đứa trẻ theo cách của một đứa trẻ khác trong trường mẫu giáo. Bởi những đứa trẻ thì không bao giờ dạy nổi nhau, và đàn bà thì sẽ rất vất vả nếu chỉ có một mình cùng lũ trẻ." Thu Hoài được biết đến như một doanh nhân thành đạt trước khi chiến thắng cuộc thi Hoa hậu năm 2012. Cô chơi thân với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành. Thu Hoài từng trải qua một đời chồng, hiện đã có bạn trai mới. Cô có ba con và luôn chứng minh là người mẹ mẫu mực. Khi biết chuyện con trai thuộc giới tính thứ ba, Thu Hoài vẫn luôn bên cạnh ủng hộ con sống thật với bản thân, là một người mẹ. Chia sẻ của Thu Hoài liên quan đến cách nuôi dạy con sau clip chồng Thu Thủy nghi cấu vào tay bé Henry được đăng tải càng khiến nhiều người đồng tình.
Thu Thủy trong tiều tụy mắc xưng húp sau scandal của chồng mới và con riêng. Mặc dù vẫn cất tiếng hát góp vui trong đêm nhạc của Ân Hoàng Phúc, song khán giả có thể dễ dàng nhận ra gương mặt có thoáng nét buồn, tiều tụy và đôi mắt sưng của Thu Thủy. Sau vụ lùm xùm về việc chồng mới Kim Nguyễn bị cho đối xử không tốt với con riêng của vợ, Thu Thủy đã khép kín mình hơn khi gỡ bỏ avatar và ảnh bìa trang cá nhân. Dù ra sức giải thích và xin lỗi, song cộng đồng mạng vẫn không chấp nhận lý do đập tay cạnh bàn mà cặp đôi đưa ra. Nên tới nay, những bàn tán về cách đối xử của Kim Nguyễn dành cho con riêng của Thu Thủy vẫn còn khá nhiều trên mạng xã hội. Các là những bình luận trái chiều của cộng đồng mạng, mới đây Thu Thủy đã có lần xuất hiện đầu tiên sau scandal vừa qua. Cô trông tiều tụy hơn, mắt sưng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Thu Thủy xuất hiện trong đêm nhạc của Ân Hoàng Phúc. Tối ngày 6 tháng 8, Thu Thủy đã có mặt tại đêm nhạc của Ân Hoàng Phúc diễn ra một quán bar trên quận nhất thành phố. Cô diện nguyên cây trắng khi xuất hiện tại sự kiện, tự tin trình diễn các ca khúc gửi tới khán giả như Xem Vẫn Yêu, Thing Up You, Trở Về. Bên cạnh đó, Thu Thủy còn kết hợp của Ân Hoàng Phúc gửi tới người nghe hai bản song ca Anh Không Muốn Bất Công Với Em và Mỗi Người Một Nơi. Chia sẻ với khán giả tại đêm nhạc, Thu Thủy cho biết vì buổi biểu diễn không có đủ nhóm HAT nên Thu Thủy sẽ hát thay cho cả nhóm. Hy vọng các khán giả có mặt tại buổi biểu diễn có thể hòa giọng theo. Dường như Thu Thủy chỉ tập trung vào công việc hiện tại, không đá động đến lùm xùm vừa qua, cũng không hề mất phong độ trong những bàn biểu diễn của mình. Tự tin cất tiếng hát nhưng Thu Thủy vẫn thoáng nét buồn, đôi mắt sưng khiến fan xót xa. Mặc dù vẫn cất tiếng hát góp vui trong đêm nhạc Ân Hoàng Phúc, song khán giả có thể dễ dàng nhận ra gương mặt có thoáng nét buồn của Thu Thủy. Đôi mắt hơi sưng, vẻ ngoài hốc hác, tiều tụy cho thấy cô đã chịu khá nhiều áp lực từ dư luận trong những ngày qua. Hơn nữa, dù đang trong thời gian đối mặt khó khăn, song Thu Thủy vẫn cố gắng đến với đêm nhạc, cho thấy tình cảm của cô đối với Ân Hoàng Phúc là vô cùng đặc biệt. Theo nhiều nguồn tin cho biết, tâm trạng Thu Thủy hiện vẫn chưa thực sự tốt, cô không thể cầm được nước mắt khi có ai đó gọi tới hỏi thăm. Do lịch trình lên sẵn từ trước không thể hủy, vì có thể ảnh hưởng tới nhiều người, nên Thu Thủy phải cố gắng đi diễn, hoàn thành công việc của mình. Dù cố gắng che giấu qua lớp trang điểm, nhưng Thu Thủy vẫn không khỏa lấp được vẻ ngoài tiều tụy của mình. Là lần đầu tiên xuất hiện sau khi xảy ra scandal, Thu Thủy cho thấy cô vẫn kiên cường mạnh mẽ chống chọi tất cả. Nhưng dù sao áp lực từ dư luận vẫn ra rất lớn, Thu Thủy cũng không thể che giấu vẻ ngoài tiều tụy của mình, nên phần nào khiến những người yêu mến cô cảm thấy xót xa. Hy vọng sau khi những lùm xùm không đáng có, Thu Thủy sẽ chú ý hơn tới gia đình nhỏ của mình để tránh lặp lại trường hợp tương tự.